Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô và các học sinh thân mến, nhằm tổng kết đánh giá lại những kết quả thầy và trò trường Trung học Phổ thông Thị Thanh đã đạt được trong năm học 2023-2024, đồng thời cho các học sinh khối 12 bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành sâu sắc đến ông bà, cha mẹ, thầy cô của mình. Hôm nay, trường Trung học Phổ thông Thị Thanh long trọng tổ chức lễ tổng kết tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 năm học 2023-2024. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Tân và các đồng chí cùng đi. Đại diện lãnh đạo Công an phường 3 thành phố Thị Thanh. Về phía ban đại diện cho đại học sinh Hội khuyến học nhà trường, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Tích, trưởng ban đại diện cho đại học sinh nhà trường. Ông Hoa Thành Phát, Chủ tịch Hội khuyến học nhà trường, cùng các ông bà trong ban đại diện cho học sinh của nhà trường. Và xin được giới thiệu đại diện lãnh đạo công ty cổ phần quốc tế Ineco, đại diện lãnh đạo ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Thị Thanh, đại diện lãnh đạo công ty cổ phần tổ chức giáo dục SHB, đại diện lãnh đạo công ty bảo hiểm Bisco, đại diện lãnh đạo công ty bảo hiểm BVZ, đại diện lãnh đạo công ty bảo hiểm bưu điện Vị Thủy. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía lãnh đạo nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Lê Chi Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng, tổ phó, các tổ chuyên môn, cùng tập thể giáo viên, nhân viên và trên 1.300 học sinh của nhà trường. Xin được nhiệt liệt hoan nghênh chung. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô, cùng toàn thể các học sinh thân mến, dân tộc Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Công cha, nghĩ mẹ ơn thầy, ngày sau con lớn ơn dày biển sâu. Đó là những truyền thống quý báu thể hiện sự biết ơn của các em gửi đến thầy cô và cha mẹ, những người đã vượt qua mọi khó khăn vất vả, chăm lo, giáo dục các em thành người tốt cho xã hội. Và hôm nay, trong thời khắc các em trưởng thành, xin gửi đến những người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ các em trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Ngày hôm nay, trong không khí ấm áp thân tình của buổi lễ, xin kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô đứng lên cho các học sinh được cài lên áo những bông hoa tươi thắm thay cho lời tri ân mà các em muốn gửi đến quý đại biểu, quý thầy cô và quý phụ huynh. Xin trọng kính mời ạ. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như giọt nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô và các học sinh thân mến, năm học 2023-2024 diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường đã không ngừng nỗ lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã đề ra. Để nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua của nhà trường, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Hoàng Nguyên, Phó hiệu trưởng nhà trường, lên thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhà trường năm học 2023-2024. Xin trân trọng kính mời thầy.